Bạn đọc thân mến, thông thường phụ nữ hay nổi ghen khi bắt được chồng mình đang hành động không phải với một thiếu phụ ngoài khác, tạo ra những hành động lời nói khó kiềm chế. Song cũng có những người vợ ở hoàn cảnh đó thì lại rất bình tĩnh, xử sự đầy bản lĩnh, đầy tính nhân văn, rộng lòng tha thứ, mang lại sự ấm êm cho gia đình và sự cảm phục của người thiếu phụ kia. Đoạn thơ trích trong truyện Thúy Lan từ câu 2953 đến 3006 của tác giả Lê Hữu Bình đã mô tả cái ghen và cách hành xử của Thúy Lan, khiến ai đọc cũng phải khâm phục yêu chị, người con gái Hà Nội xinh đẹp, nết na với bản lĩnh không tầm thường. Sau đây, mời các bạn nghe Mạnh Hùng trình bày đoạn thơ trên của tác giả Lê Hữu Bình. Ngày mai hết việc, lẽ ra Lan về giã bàn như là lịch ghi. Chiều nay về sớm buổi đây, vui vui hưng phấn bước đi đều đều. Tới nhà sao thấy êm dịu, cửa ngoài vẫn mở mong điều chẳng mong. Hay là xoan ở nhà trong, mọi bề yên ắng như đồng cất kho. Mù trời mưa nhẹ người thưa, phố thơm thuốc bắc tháng vừa nhớ nhung. Bâng khuâng dạ nóng thấy lòng, có điều chi ẩn mà không rõ ràng. Dói lên một chút lo đanh, bước vành qua cửa Lan nhanh vào buồng. Trời ơi, tim thót nén lòng, trắng Lan một đám phòng không bật đèn. Đâu nhầm bướm dưới ong trên, sồi hoai đặt dọc đỗ quyên ngửa trời. Tưởng cơn ác mộng đâu ngờ, giữa nhà một nhát dao là dao ơn. Vẫn còn áo dở quần con, hải bầm tím mặt xin vang lại quỳ. Sự răng xoan cứ kéo ghi, đành thân phó nó ngoay tuốt đồ. Ai cầu khi thật rõ rơ, còn trành ra đó định trò vạ lây. Người nào phá hạnh phúc này, xoan liền khoác vội rồi quỳ nhục vâng.
ửng loang dậy má dạ thường, nỗi lòng quẫn quầy ra tuồng đòi phen. Cố tình đau giật đỏ đen, sôi lòng cân quang phát điên. Chị à, Mỹ Xoan cũng rất thật thà, hay là tôi đã chớm già sâu đi? Xoan hay chị chẳng ra gì, không không chị vẫn hương bay hương trời. Em là chỉ giản chíp thôi, cỏ hoang dài nâu dưới đồi bạch dương. Hỏi thêm để tỏ mạch tường, cớ sao anh Hải lại dường ấy chưa? Lạ hoa thấy cũng ập ờ, đỉnh phù du ti ngoài ra phân hương. Chuyện nhà như vệt máu vương, mù sương xứ lạnh rệt giường. Ai khen thôi đành nhặt đá trên chèn, so hoa nghĩ thèn vết đèn ngài trong. Đã rồi đau vẫn bung xung, cõi lòng u ám đành không. Đành não nề đến giọt buồn rơi, một bi kịch nhục loang tơi ô hè. Mũ ni đành vầy tai che, con người đẳng cấp siêu bề mà thôi. Chữ con tách việc